trường và đồng thời cũng là một cái cô giáo dạy toán mà rất nhiều các thế hệ học sinh nhà trường vô cùng ngưỡng mộ cái tài năng của cô. Xin mời cô chia sẻ về vấn đề này ạ. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa thầy cô giáo và thưa toàn thể các em học sinh. Trước khi trả lời cái câu hỏi đấy thì tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu với các thầy cô giáo, các quý vị đại biểu, các em học sinh. Ở đây tôi có hai người thầy. Thứ nhất là thầy Nguyễn Mạnh Sơn. Khi mà tôi học trung học phổ thông thì tôi học ở lớp chuyên toán và tôi nói thật với các quý vị đại biểu và các em học sinh. Hồi đấy tôi cũng rất sợ toán vì tôi là người chuyên học văn, sau đó vào cấp 3 thì vào lớp chuyên toán. Cho nên là tôi cứ nhìn thấy thầy Sơn mà xuống kiểm tra kiến thức của chúng tôi là chúng tôi thấy rất là sợ. Cho nên là xin phải nói rằng là thầy của chúng tôi gọi là ngả mũ kính trà khi mà thầy Sơn xuống kiểm tra chúng tôi. Người thứ hai mà tôi cũng được tham gia vào cái quá trình học thạc sĩ ở trường Đại học Sư phạm và Đại học Thái Nguyên thì chúng tôi đã được tiến sĩ Vũ Mạnh Xuân giảng dạy trong cái chương trình thạc sĩ đó. Vậy thì hôm nay nhân ngày hội toán học của trường Trung học phổ thông Chu Văn An và cũng là trong tháng 11 thì em xin được trân trọng gửi lời kính chào và lời chúc sức khỏe đến hai người thầy. Thế thì hãy quay lại câu hỏi của MC. Xin cũng chia sẻ với các em học sinh. Quả thật là đối với nhiều người thì toán học là một cái gì đó khá là khó. Nhưng với các bạn chuyên toán thì các bạn lại cho rằng là toán học là cái môn tương đối dễ học. Vì sao vậy? Chính là vì các bạn có phương pháp học. Thứ nhất, các bạn cho rằng là toán học nó không phải học lý thuyết mấy. Toán là một chuỗi mắt xích. Nếu bạn biết A thì bạn sẽ suy được B. Và nếu như bạn có kiến thức cơ bản và suy diễn thì bạn không cần nhớ nhiều. Bạn chỉ cần nhớ những cái cơ bản thôi và bạn suy luận. Vậy tôi muốn nói đến cái bí kíp đầu tiên của việc học toán mà các bạn vẫn lãng quên, đó là các bạn cho rằng chỉ cần làm bài tập. Đấy là sai lầm. Học toán trước hết các bạn phải học lý thuyết. Và học lý thuyết bằng những cách nào? Ví dụ trên lớp các bạn phải học cách ghi chép những điều thầy cô giảng ngoài sách vở. Thứ hai, các bạn phải biết tóm tắt các cái công thức, những cái phương trình, những cái điều thú vị và những cái sổ tay của mình. Và thứ ba là các bạn phải tự làm rất nhiều bài tập. Điều thứ hai tôi muốn chia sẻ đó chính là học toán phải đi từ dễ đến khó, phải học thành một quá trình chứ không thể học dồn học ép như một số bộ môn khác. Không thể đợi đến gần ngày thi đi học mà phải liên tục tích lũy từng ngày một. Và điều cuối cùng có lẽ là bộ môn nào cũng cần, tuy nhiên đối với bộ môn toán học thì cần nữa, đó là niềm say mê và sự tự rút kinh nghiệm. Nếu như các em thì các em sẽ thấy cách này không làm được, đôi khi các em phải lùi về những bước trước, tìm một cái ngã ba nào đó trước đó chúng ta đã rẽ, tìm một cái ngã rẽ khác, thậm chí phải lùi về điểm xuất phát, tức là bắt đầu khởi đầu cái bài toán đó để mà tìm một phương hướng khác. Có nghĩa là toán học không thể học tập khuôn máy móc mà cần sự linh hoạt sáng tạo trong đấy. Và lời cuối cùng cô muốn nói, toán học là nữ hoàng các ngành khoa học. Đúng không ạ? Vậy nó cần sự thông minh của các em để chế ngự nữ hoàng, cần sự kiên nhẫn của các em để theo đuổi thấu đáo, và cuối cùng là cần sự say mê để trung thành với nữ hoàng. Đấy là những điều mà tôi muốn nói về tóm lại ba cái vấn đề chúng ta cần quan tâm nhất để học toán tốt. Xin chúc các em sẽ học toán ngày càng tốt hơn.